chính thức thành lập từ năm 2006, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam AISVN là trường quốc tế có diện tích lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, khi sở hữu khuôn viên 6,5 hectare trên địa phận xã Long Thới, huyện Nhà Bè. Với khả năng tiếp nhận lên đến 3.000 học sinh, AISVN được đầu tư cơ sở vật chất, không gian chức năng tương ứng từng cấp học và trang thiết bị hiện đại bậc nhất Việt Nam. Mỗi tòa nhà dành cho cấp tiểu học, trung học đều có riêng thư viện, phòng mỹ thuật, âm nhạc, kịch nghệ và phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ, giúp học sinh phát triển học thuật cùng các môn năng khiếu. Thêm vào đó, vườn ươm, sân chơi, sân bóng đá ngoài trời, khu thể thao phức hợp như phòng thể hình, sân thi đấu đa năng và hồ bơi trong nhà với hệ thống làm ấm nước đặc biệt, đáp ứng tối đa các nhu cầu rèn luyện thể chất. Vì thế, ngoài thời gian học tập, học sinh luôn có cơ hội tham gia nhiều chương trình ngoại khóa và hoạt động xã hội. Từ đó, phát triển thêm các kỹ năng mềm, định hình tính cách để chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai và dễ dàng hội nhập với thế giới. Từ năm 2010, AISVN bắt đầu giảng dạy chương trình IB, được cấp phép bởi Tổ chức Tú tài Quốc tế IBO, đã kiểm định từ khối dự bị tiểu học 3 tuổi đến lớp 12 của Hội đồng các trường quốc tế CAS cùng Hiệp hội các trường học và Đại học miền Tây Hoa Kỳ WASC. Để có được những chứng nhận này và đảm bảo chất lượng giảng dạy, trường đã xây dựng đội ngũ 100% giáo viên Âu Mỹ tâm huyết, giàu kinh nghiệm, có bằng cấp chuyên môn cao với tỷ lệ bằng thạc sĩ trên 60% và gần 5% có học vị tiến sĩ. The IB Continuum program consists of three IB programs, the PYP, the MYP, and the Diploma program, also known as the DP. And IB students have an advantage when they're applying for university and college places. Sự đồng bộ chuẩn quốc tế cả về cơ sở vật chất, giáo trình IB toàn phần và chất lượng giáo viên giúp học sinh sở hữu tấm bằng tú tài quốc tế danh giá nhất sau khi tốt nghiệp, được hầu hết các trường đại học trên toàn thế giới công nhận bởi IB là một chương trình học thuật mang tính thử thách, đề cao sự phát triển toàn diện trí tuệ, thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, AISVN luôn cố gắng duy trì nhiều giá trị truyền thống Việt Nam, lồng ghép vào quá trình học tập, đào tạo nên người công dân toàn cầu nhưng vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc. Con phải cư xử rất là lịch sự, rất là tôn trọng mọi người vì mọi người luôn tôn trọng con. Từ cái ngôi trường con mà bé đem về những cái hành vi đó thì tôi cảm thấy là phấn khởi. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, đến nay Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam tự hào là cơ sở giáo dục chương trình IB toàn phần phi lợi nhuận có chất lượng hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh.